Lê Chí Thành bôi giò chát chấu vào mặt Việt Tân. Việt Tân bấy lâu nay bênh Lê Chí Thành rầm rầm. Không chỉ bênh, họ còn phong cho phần tử bất hảo, bị ngành công an Việt Nam tước danh hiệu công an nhân dân, tống cổ khỏi ngành, là người hoạt động tích cực trên mạng xã hội, là một người cường trực trong ngành đã cởi áo công an để làm người lương thiện, là nhà dân chủ. Những lời tâng bốc khiến Thành càng được thể, liên tục có những hành vi càn quấy, côn đồ, để rồi bị cơ quan pháp luật xử lý, tuyên phạt 2 năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ trong phiên tòa ngày 14 tháng 1 năm 2022 của Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nói cách khác, sự tha hóa, tính hung hãn, côn đồ, lợi dụng dân chủ để làm những hành vi phi pháp của một phần tử bất hảo như Thành, đẩy y vào vòng lao lý đã đành. Nhưng góp công vào đó là Việt Tân với những lời cổ vũ, cổ suý hết cỡ, khiến Thành tưởng thật mình là nhân vật tầm cỡ, càng hăng hái hơn trong những hành vi phá rối trật tự xã hội. Những tháng ngày Thành thụ án trong tù, cùng với lưu loa chuyện cựu đại úy công an Lê Chí Thành bị tra tấn dã man trong trại giam, tiết lộ từ luật sư bào chữa cho anh Thành rằng Thành đã bị treo hai chân và hai tay suốt một tuần, bị trói treo hai tay hai chân suốt 7 ngày trong hầm cứt, khiến các bác sĩ đều bịt mũi, che miệng mà cười vì không thể tin nổi nếu sự thật khắc nghiệt đến thế thì Thành đâu còn mở miệng để mà cố tố cáo chính quyền. Các trang mạng cỡ bằng hữu Việt Tân còn tung tin, tin buồn cựu đại úy Lê Chí Thành bị thủ tiêu trong trại giam. Thủ tiêu hay không, việc Lê Chí Thành một lần nữa đứng trước vành móng ngựa của phiên tòa do Tòa án Nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận mở ngày 22 tháng 6 vừa qua đã nói lên tất cả. Cũng như phiên tòa trước, lần này Việt Tân lại hoảng loạn lên, cùng với các bài viết xuyên tạc là video cũng xuyên tạc phát trên YouTube bênh Thành bằng những ngôn từ vu khống rằng cựu đại úy Lê Chí Thành bị tuyên thêm 3 năm tù vì nói xấu Thứ trưởng Bộ Công an, rằng Thành oan ức lắm lắm. Bênh lắm thì phơi bày lộ liễu nhiều, tỉ như bênh Thành nhưng Việt Tân lờ tịt kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy thông tin đại tá Lê Bá Thụy có rất nhiều tài sản có giá trị lớn, tiền ở đâu ra mà có, đại tá Thụy có nhiều căn nhà, rẻ nhất là hơn 3 tỷ và căn nhà ông Thụy đang ở khoảng 30 tỷ đồng. Trong video Thành từng phát trên mạng xã hội dài tới 15 phút 35 giây là toàn bịa đặt. Kết quả điều tra của cơ quan an ninh điều tra xác định thời điểm Lê Chí Thành đăng tải các nội dung trên, ông Lê Bá Thụy là giám thị trại giam Thủ Đức Z30D, Bộ Công an có 2 căn nhà, ngoài ra không có nhà đất nào khác. Căn nhà thứ nhất tại Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận vào năm 2009, trại giam Z30D xây nhà công vụ và cấp cho gia đình ông Thụy. Năm 2011, do nhà xuống cấp, ông Thụy xây dựng lại với số tiền 900 triệu đồng và ở đến nay. Căn nhà thứ hai, diện tích 110m2 tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2014, ông Thụy mua đất với số tiền 770 triệu đồng và xây dựng với số tiền hơn 1 tỷ đồng từ nguồn tiền gia đình tiết kiệm. Bịa đặt đến thế, vu không đến thế, mà Việt Tân còn bênh thì hỏi khôn hay ngu đây? Chưa hết, chính bị cáo Thành nói lời sau cùng trước tòa nghị án, đã thừa nhận sai trái và xin được hưởng mức án thấp nhất để trở về với gia đình. Thôi, thế cũng là được, khi một gã côn đồ vô pháp cuối cùng cũng biết điều, biết mình là ai, biết đường mà chạy lại chứ không chạy đi. Chỉ thương cho Việt Tân, bênh Lê Chí Thành chầm chập, giống lên rằng Thành oan ức vô tội. Vậy mà nay Thành nhận tội rồi thì có mất mặt nhục nhã không cơ chứ?